Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay lên báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình lên báo có cái bài mình chia sẻ với các bạn này. Bất động sản Đà Nẵng bất ngờ sôi động trở lại năm 2021. Thì mình chia sẻ cái bài này, mình cũng nói trước các bạn một điều rằng mình không phải là mình câu view hay là mình làm một cái gì đó để mình buôn bán bất động sản đâu. Một số bạn comment có khả năng là nói rằng chắc là tờ báo này bị mua rồi, hay là chắc mấy ông này ổng chia sẻ như thế này để bán đất cho nó dễ. Thế nào rồi cũng có những người có những cái nhận định như vậy các bạn. Còn đối với bản thân mình thì mình cũng chia sẻ với các bạn á, thời gian vừa qua mình đã đi cũng khá là nhiều khu. Mình cũng có một thông tin đến với các bạn á, là phần đa á, là cái giá hiện bây giờ nó đã cao hơn trước Tết rồi các bạn. Cái nơi nó điều chỉnh 200 triệu, 300 triệu một lô rồi các bạn á. Còn thấp nhất á, là bình quân á, là nó tăng 100 triệu một lô đất rồi các bạn. Mình nghĩ rằng bất động sản Đà Nẵng sôi động trở lại thì điều này nó cũng logic thôi các bạn. Cái gì khi đã hạ xuống thì đến một thời điểm nào đó thì nó cũng bật lên lại. Cái điều này là hết sức bình thường các bạn. Mình đã có những cái bài chia sẻ với các bạn rất là nhiều đó. Bất động sản Đà Nẵng mà so với năm 2019 á, là đã giảm từ 25 đến 30% rồi. Có nơi là giảm hơn 30%. Còn đất vùng ven biển thì giảm tầm tầm khoảng 5 đến 10%. Đất biển thì giảm ít hơn các bạn. Chứ mình không câu view đâu các bạn ạ. À. Còn các bạn đầu tư thì các bạn hãy nhìn nhận vấn đề. Còn vì sao Đà Nẵng nó sôi động trở lại? Thì như các bạn biết thì đợt vừa rồi là Thủ tướng Chính phủ đã có một quyết định là công bố điều chỉnh quy hoạch của thành phố Đà Nẵng năm 2030 và tầm nhìn năm 2045. Cái bài này mình đã chia sẻ với các bạn đó. Và trước đó mấy ngày là mình chia sẻ với các bạn thành phố Đà Nẵng là có 57 cái công trình mà kêu gọi vốn đầu tư. Đó là những công trình mà nếu như thực hiện tầm tầm khoảng đạt cỡ 50% thôi các bạn là xem như là một sự thắng lợi rồi. Thì sau khi có những cái quy hoạch được chính phủ phê duyệt á, điều quan trọng nhất á, là chính quyền thành phố Đà Nẵng phải bằng một cách cũng phải thực hiện cái quy hoạch thôi các bạn. Đó là cái điều mà không thể đi ngược lại các bạn ạ. À. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn Đà Nẵng có cái gì mà nó sôi động trở lại. Bỏ quên thị trường Đà Nẵng trong suốt 3 năm kể từ sau cơn sốt đất lịch sử 2017-18, mới đây giới bất động sản mới ngỡ ngàng trước những thông tin được công bố bởi chính quyền Đà Nẵng. Trước tiên là đồ án chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng 2030-45 do đơn vị Singapore tư vấn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia với những nội dung như cải tạo nâng cảng Tiên Sa, xây dựng cảng Liên Chiểu, bổ sung hầm chui qua sân bay Đà Nẵng. Mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã lưu ý Đà Nẵng cần phấn đấu trong tầm nhìn dài hạn là thành phố quốc tế. Có nghĩa rằng thành phố Đà Nẵng không còn là một thành phố nó là động lực miền Trung là đương nhiên rồi các bạn. Nhưng mà vươn lên là thành thành phố đặc biệt, một thành phố có tầm vóc quốc tế nữa. Bây giờ chúng ta không thể tưởng tượng được các bạn. Ít nhất là phải 20 năm sau thì các bạn nhìn thấy có con đường nó đi đi như thế nào. Ngay từ đầu năm 2021, Đà Nẵng liên tục đón nhận những dự án đầu tư FDI nâng tổng số vốn đăng ký vào khu công nghệ cao là đạt 536 triệu đô la. Khu công nghệ cao là mình chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi đó. Đây là cái khu động lực phía Tây Bắc của thành phố Đà Nẵng. Hiện bây giờ tất cả các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng hiện bây giờ là những bạn biết là đã đài hết trơn rồi, công suất đã gần như đạt 100% rồi. Khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin là hai khu công nghệ động lực chính công nghiệp của Đà Nẵng trong những năm sau này các bạn. Hiện bây giờ giá đất ở trên đó mình thấy cũng tương đối rẻ các bạn và các nhà đầu tư và hết sức quan tâm những khu này.
Hiện bây giờ đã thu hút được 536 triệu đô rồi các bạn ạ. Có khu đó mình đã dẫn một số các nhà đầu tư ở miền Bắc vào á. Khu đó hiện bây giờ đang còn rất là rộng các bạn. Hiện bây giờ chỉ có vài nhà máy về thôi, chiếm tỷ lệ tầm tầm cỡ 5% đất thôi các bạn. Mình nói các bạn, cái khu này tầm tầm cỡ vài năm sau mà thu hút khoảng 50% thôi là mình nói khu đó là cực kỳ sầm uất các bạn. Mình đã có một cái bài chia sẻ các bạn đó về cái dân số sau này là cái khu công nghệ là đã được quy hoạch là khoảng trên 300.000 dân. Dân số ở đó hiện bây giờ nó không nhiều các bạn, nhưng mà người ta quy hoạch và người ta dự báo cái sức tăng ở đó là trên 300.000 dân các bạn. Đồng thời Đà Nẵng cũng quyết định phê duyệt 57 dự án trọng điểm để thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 và 2025, với nhiều dự án lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, như dự án là điện bánh xe tổng mức đầu tư là 54.000 tỷ đồng. Đây là một dự án rất là lớn các bạn ạ. Tàu điện kết nối Đà Nẵng Hội An là hơn 14.000 tỷ đồng, khơi thông sông Cổ Cò là 850 tỷ đồng. Sau khi mà khơi thông cái sông Cổ Cò là chắc chắn là cái ngành du lịch sẽ phát triển rất là mạnh mẽ các bạn. Lúc đó là chính cái du lịch đường sông nó sẽ thu hút khách du lịch rất là lớn. Những dự báo tươi sáng về thị trường Đà Nẵng là đòn bẩy cho các doanh nghiệp tự tin bung hàng trong giai đoạn tới. Theo ghi nhận thực tế, Đà Nẵng sẽ nóng hơn với dự án là Vinpearl Làng Vân do Vingroup đầu tư với diện tích là 1.500 ha. Cái dự án này là mình cũng đã có một lần chia sẻ các bạn đó. Không biết là các bạn có xem thấy không? Không xem thấy thì mình view lại tí các bạn ạ. Đây, dự án của Vingroup nó nằm đây rồi các bạn ạ. Mình chỉ đi với lại rất là nhiều lần đó. Các bạn mà xem thì các bạn biết rồi đó. Còn các bạn mà chưa xem thì mình chỉ cho các bạn xem. Nó nằm phía Tây Bắc giáp giới với đề Hải Vân đó các bạn. Ngoài ra là còn có dự án Nam Ô này. Nam Ô thì như các bạn biết là do tập đoàn Trung Thủy người ta làm các bạn này. Nam Ô đây các bạn này. Đây. Sắp tới là cái này đã bàn giao cho ảnh cũng làm luôn dự án ở đây luôn. Như vậy là ở đây sắp tới có những dự án rất là lớn các bạn. Hai cái dự án nghỉ dưỡng này, một cái dự án cảng Liên Chiểu này. Thì đợt vừa rồi Đà Nẵng có một cái quy hoạch mà kêu gọi 57 công trình các bạn này. Thì trong 57 công trình này là có một cái dự án làm không gian sáng tạo với tổng số vốn là 12.000 tỷ đồng. Thì ngày hôm nay tờ báo người ta đang có quy hoạch đây, mình chia sẻ với các bạn những thông tin này á, là các bạn các nhà đầu tư là các bạn phải nhanh chân lên, chứ còn các bạn không có chờ đợi được đâu. Các bạn chờ đợi là mình nói các bạn là sẽ đi sao hết. Dự án không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân này, quận Cẩm Lệ dự kiến được thực hiện trên 10 khu đất quy hoạch, diện tích là gần 151.000 mét vuông. Dự án không gian sáng tạo do tập đoàn công nghệ CMC đề xuất đầu tư, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động. Với quy mô đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, việc triển khai đầu tư xây dựng dự án không gian sáng tạo phường Hòa Xuân được kỳ vọng biến Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ trên toàn quốc và trong khu vực, góp phần thu hút nguồn lực công nghệ thông tin trong nước và quốc tế đến thành phố đầu tư. Đây là cái vị trí sơ đồ đó các bạn này. Đây. Đây là toàn bộ cái vị trí sơ đồ của khu này đây các bạn. Đây. Các bạn nhìn trên Google Maps là những cái vị trí đất nó còn trống là nhà thành phố quy hoạch cái khu này đây các bạn này. Nó nằm khu đô thị Hòa Xuân đây các bạn ạ. Đó. Đó. Các bạn nhớ những cái khu vực này. Giờ hai bữa mình nói các bạn đất đang lên giá này. À, trừ thông tin này công bố là nói các bạn đất ở đây đang lên giá trời á. Ở đây là hạ tầng nó hoàn thiện hết rồi các bạn này, cho nên có việc mà đặt những dự án ở đây là hoàn toàn hợp lý. Hiện trạng là bốn khu đất hiện nay là đã đầy đủ hạ tầng đường nhựa lớn chạy giữa vị trí bốn lô đất, đi trên quốc lộ 1A chỉ cách 500 m, bến xe Đức Lâm là hơn 1 km. Các bạn thấy nó rất chi là thuận tiện về giao thông.
ở đây là đường quốc lộ đấy các bạn này, từ đây ra đường quốc lộ là đi con đường chính ra đây rất là gần các bạn này đó. À, như vậy là sau khi công bố thông tin này chứ chắc chắn là đất mấy anh mình hiện sẽ tăng giá ở đây. À, để mình mở cho các bạn xem này chỗ nào, mình bấm vô đây này. Đây khu vực mua đây đấy, đây các bạn này đó, mình bấm ra liền các bạn này. Đây toàn bộ khu này đây các bạn này, cái khu này chùm đây là nhà ở rồi. Còn hiện bây giờ những khu này thì bây giờ đang đất trống các bạn này đó. Đất trống này là những cái quỹ đất mà hồi trước thành phố cũng bố trí đất tái định cư, cũng có đoạn này còn giữ lại các bạn này, những khu này còn giữ lại. Như vậy là đất dự trữ của thành phố bây giờ là bố trí làm những dự án như thế này. Còn những cái nhà này nó đang làm chắc chắn phải giải tỏa đi các bạn đó, những cái nhà này chắc chắn phải giải tỏa đi đó, những cái nhà này chắc chắn phải giải tỏa đi này để làm đất dự án đó. Như vậy là thuận tiện giao thông các bạn. Ở đây thì đi ra đoạn là tới đường quốc lộ rồi các bạn này, ở đây chắc chắn là người ta sẽ giải tỏa nó băng qua đây các bạn này, để nối con trục đường chính nó thẳng ra đường quốc lộ 1A luôn. Như vậy là giao thông các bạn đi rất là thuận tiện. Cái dự án này mà hoàn thành mà nói các bạn là toàn bộ đất ở đây nó sẽ lên giá các bạn này. Đây, ở đây là thuộc vùng Hòa Châu đấy các bạn này. Đó. Ở đây là được bữa hôm nếu mình hỏi đất kiệt bê tông đã 1.3 tỷ 1.4 tỷ rồi. Rồi cái khu Đức Lam này các bạn này. À, cái khu này là dạng là khu dành cho những người thu nhập thấp đây. Khu này hồi xưa là bán giá cũng 1.7 tỷ 1.8 tỷ thôi các bạn này, nhưng mà sau này công bố những thông tin mình nghĩ là đất hay là cũng sẽ lên giá. À, khu này các bạn nhìn thấy thế cũng ngon đấy, có con sông chạy ngang qua các bạn này, có cầu băng qua đây dốc đường quốc lộ này, ở đây cũng rất là ngon các bạn này, bến xe Đức Long đây các bạn này đó. Khu lúc này các bạn mua ở cũng được, theo mình là cũng được thôi chứ cũng không có gì là ngon hết các bạn, nhưng mà non na là về giao thông rồi cũng thuận tiện đó. Chúng ta ở thì chúng ta cần những vị trí như thế nào thôi các bạn, còn các nhà đầu tư thì lúc nào là họ cũng ngắm những cái vị trí tốt, những cái vị trí tiềm năng tăng giá là chắc chắn là người ta sẽ mua. Tất nhiên là mua khu vực bên này là nó ngon hơn khu vực bên này các bạn nhá. Đó, khu vực bên này là như các bạn biết từ đây á, là có những con đường nó chạy về ở đô thị rất là dễ. Còn ở khu bên Đức Long này chắc chắn là phải ra có quốc lộ này đi, cho nên là bất tiện hơn. Cho nên là đất sắp tới mình nghĩ toàn bộ khu vực này nó sẽ tăng giá các bạn này, chắc chắn nó sẽ tăng giá các bạn. Còn các bạn đầu tư á, một là các bạn đi sớm, còn trường hợp mà nó tăng giá nó sốt nắm á, thì các bạn từ từ các bạn phải dừng lại đã. Tại vì có việc mà triển khai dự án là phải có thời gian, có khi ngâm cũng mấy năm trời chứ đâu phải đơn giản đâu các bạn. Các bạn tin là ngâm ít nhất phần năm hai năm không? Hiện trạng khu đất cũng nằm trong khu không gian sáng tạo là có đầy đủ hạ tầng, nói chung hạ tầng ở đây rất là đầy các bạn. Các bạn lên các bạn thấy là bắc đường xá đồ nó rất là đẹp rồi, điện đường đầy đủ này, các bạn thấy không, đất rất là đẹp đó. Những cái này thì mình chỉ các bạn đó. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Có nhà đầu tư mà ở xa, lao này cũng ngủ quen, cũng quen Đà Nẵng rồi, lao này đánh đông dẹp bắc, thị trường Đà Nẵng âm mưu mấy năm trời ròng rã rồi. Có nhà đầu tư mình nghĩ rằng sau khi có những cái thông tin về thành phố Đà Nẵng như vậy, mình nghĩ rằng họ sẽ quay trở lại các bạn. Mà mình nói các bạn là đầu tư Đà Nẵng là không có thua đâu, mình nói không phải mày không mày gì đuôi đó các bạn, thực sự nó là như vậy. Thành phố Đà Nẵng là một trong những cái vị trí địa lý rất là đầy các bạn, có những cái thuận lợi mà nói các bạn là không ở đâu có. Mình đã có những cái bài mình phân tích rất là kỹ rồi. Còn cái đoạn này là đoạn sông của Cò đấy các bạn này, mình đã có cái bài chia sẻ các bạn là con sông của Cò này đợt vừa rồi là thành phố cũng đã phê duyệt rồi đó. Dọc con sông của Cò này người ta kè hết các bạn ạ, làm bờ kè và làm con đường ven sông này rất là đẹp. Mình đã có một cái bài chia sẻ với các bạn rồi, mình chia sẻ luôn nè. Bữa hôm đó mình chia sẻ rồi mà nhiều bạn chưa nghe thì mình là chia sẻ thêm, sợ các bạn không nghe. Đây này, cái cầu này nó bắc qua là toàn bộ khu này nó sẽ tốc giá các bạn ạ.
còn có cào cà là người ta đang làm đấy các bạn này. Đó, bất động sản thì nó luôn ăn theo ở tầng các bạn đó, các bạn nhớ mấy ý như vậy cho mình. Nói chung là hiện bây giờ thành phố Đà Nẵng có rất là nhiều nơi khả năng tăng giá rất là tốt các bạn. Những vị trí mà mình đã chia sẻ với các bạn là những vị trí mang chất chiến lược. Ở phía Bắc thì có khu công nghệ cao này, có những cái dự án cảng Liên Chiểu này, có những dự án của tập đoàn Vingroup này, Trung Thủy này, rồi dự án của Trung Nam này, tương lai là có cái những dự án ở đây các bạn này, đó, rồi khu đô thị dân cư nó hình thành toàn bộ đây các bạn. Sắp tới là huyện Hòa Vang được đầu tư rất là mạnh mẽ các bạn à, các bạn nhớ cho mình mấy ý như vậy. Còn muốn đầu tư thì các bạn phải nhắc đôi chân các bạn đi, chứ còn các bạn ở nhà, các bạn điện thoại, các bạn nghe người này rồi chỉ lên sơ đồ nó chưa thua đâu các bạn. Các bạn phải đi rồi các bạn phải thái. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.